À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lược La Mã 2. Mình là Tô Tăng Loa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid, đế quốc mạnh, một trong những đế quốc hùng mạnh nhất của thời kỳ cổ đại. Và tập trước thì mình đã thấy rằng là số phận của thằng gì đây nhỉ? Media này đã an bài rồi, khi nó bị xâu xé bởi Bactria và thằng gì đây nhỉ, một cái thằng này nữa. Cả hai phe này đều là từng thuộc Hy Lạp, đều được tách ra từ tách ra từ Macedonia dưới thời kỳ mà Hy Lạp hóa của Alexander Đại Đế. Có lẽ bây giờ mình sẽ chiếm hết cái vùng này của thằng này. Nó hết quân rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ mới là đau đầu. Mình sẽ đề nghị như nào đây? Đề nghị với thằng này. I give you greeting and my attention for the next few minutes. Rồi. The gods of Olympus rejoice. Mặt nó xanh luôn. Hay quá. Chúng ta sẽ kiểm soát vùng này đã. Chúng ta đang chủ nghĩa cơ hội khi chúng ta tấn công đối phương thì nó không có khả năng phòng thủ. Kiểm soát sức cho mình, chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đó, mình không rõ lắm. Nhưng mà chắc là được một cái gì. Vùng này. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình đang muốn kiểm soát cái vùng phía trên này để có thêm mỏ sắt thì lại không được. Trong trường hợp này có lẽ là mình sẽ phải lựa chọn là chiến tranh với cái thằng này. Đây. Để kiểm soát cái mỏ sắt phía trên đấy. Nhưng có điều mình có cần thêm một cái nữa. Đó là cái phóng ngựa ở khu vực này để tăng tốc độ di chuyển cho kỵ binh. Thì thằng này nó lại đang kiểm soát mất. À, mình đang khó khăn. Quân đội thì mình không sợ. Lực lượng của mình đã triển khai ở khắp cả mọi nơi đây rồi. Và nó không có vấn đề gì cả. Nâng cấp nhà cửa, mình có đủ lương thực để nâng cấp không? Nâng cấp bên này trước đã. Phải nâng cấp được ruộng đây đã. Công trình này thì chỉ nâng cấp những cái này lên để có tiền thôi. Nâng cấp những cái kia là mình sẽ bị âm lương thực. Sửa lại công trình này. Đây, cái này có lương thực. Chờ xíu. À đây, Ai Cập. Ai Cập là giàu nhất. Nâng cái mỏ vàng lên này. Nâng cái này lên này. Thôi. Không e là hết lương thực mất. Từ từ đã, chúng ta phải phát triển lương thực ấy. Rồi. Lần sau mình sẽ đánh nốt vào đây. Tình hình giữa trung thành của các phe nói chung là ổn. Mình thấy không có vấn đề gì lắm. Trung thành của các phe đang ở mức dương thì đã ổn rồi. Giải quyết nhanh xong rồi chúng ta sẽ quyết định kẻ thù tiếp theo của chúng ta là ai. Thôi xong rồi. Ông đệ của tôi ơi. Ông đệ của tôi ơi, ông lại làm trò gì đấy? Nó vừa tuyên chiến với thằng nào thế này, chiến tranh thằng nào nhỉ? Stilix đây à? Chết rồi. Mày có quân không đi mà dám tuyên chiến với nó? Quân thì chưa mua. Ôi thằng này nó kiểm soát ta tận đây nữa. Chiến tranh ở chỗ này mới là căng đấy. Greetings my friend. You. Hòa bình với thằng này đã. Speak quickly and well.
Speak ill or slowly, and I may feed your tongue to the dogs. Ours. Rồi, hòa bình đã. Wisdom. Hòa bình đã. Không cần chiến tranh vội. Chưa phải lúc. Rất lên thật. Ô thành của nó không còn gì luôn à? Không có quân đồn trú. Không có quân đồn trú. Vãi trưởng thật. Vậy thì giải quyết nhanh thằng này đã. Xong rồi để tính tiếp. Các bạn thấy mình là thuộc dạng mình có thể tận dụng cơ hội tốt không? Khi mà thế giới bắt đầu ngả phe là chúng ta sẽ chọn phe ngay. Đấy. Phải biết tận dụng thời cơ thì mới làm nên sự nghiệp được. Rồi, chúng ta sẽ giải quyết xong thằng này rồi. Vấn đề là tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Hay quá nhỉ. Vùng này nó có cái công trình nó tăng. Không, cái này nguy hiểm, cái này được tiền nhưng mà nó giảm nhiều thứ lắm. Có công trình này nó sẽ tăng tốc độ nghiên cứu khoa học của mình lên. Hai lãnh thổ này của mình nó chưa nối được với nhau. Thằng này lựa chọn đi. I am here then. Làm đệ của anh. Speak your words and be sure that I find profit in them. Nó đã từng làm đệ của mình. Hai thằng này, thằng này. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Điểm ngoại giao đang tăng. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là phải kiểm soát vùng này hoặc là đồng minh của mình. Nếu mình chọn thằng này làm đồng minh, thằng này... Ai à... Căng, khu vực này căng. Kiểm soát hết Trung Đông à? Để xem mình có lên không? Chưa phải bây giờ. Mình e là có lẽ là mình sẽ phải bảo vệ bên này trước. Một trận chiến mình có lẽ mình sẽ đánh tấn công thằng này trước. Ôi ôi không được, mẹ ngoài tận đây rồi. Thằng này sắp mất đất rồi. Chưa biết. Chưa biết chiến tranh nó sẽ đi về đâu. Chưa biết chiến tranh sẽ đi về đâu. Thằng này thì bị phản công dữ dội. Enter friend and chúng ta bây giờ chắc là phải tiếp tục là chờ thời à? Không được chứ nhỉ? Tranh thủ trong lúc chúng nó còn đang mải đánh nhau, có lẽ mình sẽ dẹp hết cái đám này. Một lần nữa thống nhất cái khu vực dưới này. Trong lúc chúng nó còn đang bận đánh nhau. Vì hiệp ước không sẵn, xâm phạm lẫn nhau. Treasure stores are wanting. Can you help with this small matter? There is much to be said for generosity between friends. It profits both parties. Don't. Armenia. Đế quốc Armenia với mới được khôi phục à? Ô
Thằng nào tấn công mình nhỉ? Một cuộc tấn công tự sát. Nó mất hết thành rồi, nó buộc phải tấn công. À, có lẽ trong thời gian chờ chúng nó hai phe, đó là phe Parkia và cái thằng gì ở bên và cái thằng dợ, là phân định xem thằng nào sẽ là thằng nắm chiến trường ấy. Đây. Rồi, phe đó đã bị tiêu diệt. Mình chắc chắn rằng hai phe này sẽ đánh nhau. Và mình sẽ chờ xem thằng nào lắm phần thắng, lợi thế. Mình sẽ kiểm soát. Bây giờ thì mình sẽ chờ. Ôi, quánh thằng này trước không nhỉ? Mình có thể tận dụng cơ hội để giải quyết chiến trường phía dưới này đã, trong khi chúng nó còn đang bận đánh nhau. Welcome, friend. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasures of this house. 3.000 thì cao quá, nó không chịu. 2.500. 2.000. My honorable master would have me talk of gold. A lump sum would ensure his good opinion. 1.500. Rồi. Your ID. Chúng ta cứ làm ăn buôn bán rồi. Những vấn đề khác tính sau. Đang chờ xem tình hình chiến trường ở đây thế nào. Chắc chắn nó đánh xong tỉ này thì hai thằng này sẽ đánh nhẫn nhau rồi. Mình sẽ chờ và ngư ông đắc lợi. Trong thời gian chúng nó đang đánh nhau đó, mình sẽ xử lý khu vực phía dưới này. Chúng ta sẽ phải ngư ông đắc lợi. À đây, đất của đồng minh của mình. Thằng nào đi được. Rồi, cứ đứng đây đi. Đứng ở đây. Sẵn sàng, có thể mua quân bất kỳ lúc nào. Lương thực bắt đầu âm này. Thiếu khá nhiều lương thực. Đánh vào đây à? Nó có một thành, hai thành, ba thành đây nữa. Đây. Ngư ông đắc lợi. Còn để chờ bọn này nó phân định lãnh thổ với nhau đã. Từ từ. Mình sẽ lợi dụng cái thằng Parkia này. Parkia này để tấn công mấy cái thằng ở khu vực ngày nay thuộc Iran này đó. Đòi 10.000. Thằng này mày nghĩ tao thừa tiền à? We demand on. Hải quân. Garrick đi. Lại có một tướng vượt dẻo đúng không? Lại có một đế quốc vừa mới được khôi phục. Đây. Do not wander in like a desert. Đây rồi, có quân đóng đây à? Không sợ. Nếu cần có thể bổ sung quân ngay lập tức. Không sợ. Kế hoạch của mình thì các bạn thấy rồi đấy. Chủ nghĩa cơ hội. Khi thế giới bạo loạn thì chúng ta sẽ phải tận dụng.
chiến tranh luôn là như vậy. Ready for battle. Moving unseen. Thiếu lương thực à? Đang thiếu lương thực à? Như vậy thì chúng ta sẽ cho đơn vị này tấn công trước. Đơn vị dưới này tấn công trước. Lượt sau. Tỉnh này thì vẫn chưa trị an được. Ôi vùng này. Tốc độ nghiên cứu khoa học cho nhánh quân sự này. Cộng 10%. À, cộng 10% vào tinh thần chiến đấu và giảm 10% phí tuyển quân khi tuyển quân ở vùng này. À, thì tốt rồi. Từ đó chúng ta sẽ bỏ những công trình này đi. Phải xây vào công nhánh này. Từ nha, từ nha, từ nha. Xây nhà lính. Cái vùng này chúng ta sẽ miễn toàn bộ thuế để nó không bị trừ lương thực. Chúng ta sẽ phát triển quân sự ở vùng này. Vùng này rất tuyệt vời luôn. Được hỗ trợ rất tuyệt. Thiên về quân sự. Tốt rồi. Có điều là tuyển quân ở chỗ này thì nó hơi xa tí nhỉ. Xa cũng được. Không sao cả. Hơi xa tí thôi nhưng mà cũng được. Các bạn sẽ thấy mình ngư ông đắc lợi như nào. Cuộc chiến ở khu vực phía bắc của mình, vùng Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ khá là yên ổn, bởi vì bây giờ thì mình sẽ chờ xem hai phe này nó sẽ quyết định chiến tranh như thế nào, xem phe nào chiếm ưu thế. Nhưng khả năng cao mình sẽ tiêu diệt thằng Bactria hơn, bởi vì là khu vực đó là khu vực nhiệm vụ mình cần phải làm. Đấy, đây. Thằng Bactria thì nó đang chiếm ưu thế ở phía dưới này rồi ấy, nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng cái công trình này để nó tăng thêm, nó tăng cái sát thương cho các đơn vị quân. Ba nhà lính luôn. Voi, tầm xa và kỵ binh này, tầm xa và cận chiến. Có cần không nhỉ? Chắc không cần nhiều thế chứ nhỉ? Đúng rồi. Ok. Cho đủ các binh chủng luôn. Đây rồi. Chủ nghĩa cơ hội. Commander, ready for battle. Và cũng giống như mọi người. Ok, sao đơn vị nào của mình không phải tưởng nó bị thương. Thằng này thì có thể chơi qua đường biển đúng không? Thanh niên này, hai thằng này bị tách rời nhau rồi à? Cái gì khả năng cao là nó sẽ không đánh nhau, nhưng nó sẽ đánh thằng này thì sao nhỉ? Đánh thằng này thì nó sẽ gây chiến với thằng này. Được, để chúng ta xem tình hình nào. Trước mắt thì chúng ta cứ giải quyết khu vực này đã. Và nếu như không muốn chiến tranh lan rộng thì chúng ta cứ thông qua thằng này. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Đánh thằng con voi trước. Ơ sao thằng này chưa bị diệt vong nữa nào? We Greeks. Thằng con voi, cái thằng Waskat này nó ở chỗ nào còn nhỉ? Còn cái thuyền ở đây à? Đây à? Ôi trời, chết đi chứ còn để ở đây làm gì? Hay. Xong. Yeah!
Cái tỉnh này thì có hỗ trợ gì không nhỉ? Mình chưa biết. Phải sửa chữa xong nó mới hiện lên. Nhưng mà tất nhiên vùng thủ phủ thì không ai đi xây nhà lính à. Thằng này còn hai thành đây. Bam. Phòng thủ đây cho anh. Để đề phòng. Tiến sát ra đây. Thằng này bị hết quân. Hết cả lương thực. Hết quân, hết lương thực. Đến đây thôi, không kẻo nó đánh. Tướng này lên cấp cao phết rồi đấy. Thắng trận liên tục này chắc là điểm trung thành của các phe nó sẽ tăng nhiều. Ấy đúng rồi. Mình quan trọng nhất là cái trung thành của bọn các cái phe phái này, chứ không phải là quyền lực của mình cao hay thấp. Thằng nào nhỉ? Đây à? Có thể lấy vợ à? Cho lấy vợ luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ... tăng uy quyền của chúng ta lên đó. Phe của chúng ta bây giờ thì có thể tăng uy quyền lên rồi. Trung thành của các phe kia nó cao rồi nên là chúng ta sẽ phải bổ sung uy quyền cho chúng ta đã. Giải quyết nhanh cái khu vực dưới này. Cả hai tỉnh này. Tỉnh này nữa. Là mình sẽ có một cái vùng biên giới ra. Archia. Chúng ta có thể chơi được rồi. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine, fine olives, or agreeable talk? Tiền. Tất nhiên là nó không chịu rồi. Chơi thì nó chịu ngay. Đòi nó ít tiền ra nào. 10.000 cao quá à? 6.000. 4.000. Hermes would surely bless you if trade between our peoples was allowed. 2.000. Do not. Wow. My thanks. Này. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and chúng ta sẽ cố gắng làm ăn với tất cả chứ không chịu để mất phí đồng nào cả. Rồi. You speak with wisdom and grace. We accept. Thằng này. Do not try my patience with. Thằng này mình vừa diệt nó, bây giờ nó mới hồi phục được. Tất nhiên là nó sẽ không ưa mình rồi. You are welcome. Although my ancestors and people thằng này chiến tranh với một cái thằng ở honest. Nó chiến tranh với thằng này nó ở đâu đó chứ này. Có lẽ mình sẽ đề nghị cùng tham chiến với nó để có một tí điểm ngoại giao đó. Speak plainly and without idle purpose and all will be well. A sure thrust strikes home. A token, perhaps a modest gift of coin, would have my people see you in a new light. Và chơi đi. Bơm cho nó tí tiền xem nào. Chịu không? The spirits have noticed that our treasure stores are wanting. Can you help with this small matter? Bơm cho nó 4.000. Chúng ta cần một cái hiệp ước an toàn ở khu vực này. Rồi. Excellent. Tốt rồi. Chúng ta cần một chút an toàn ở khu vực đó. Ngoại giao vốn là nghề của mình mà. Thanh niên này. Trận sau đánh vào đây mới căng đấy. Quân địch khá đông.
I dare not ask much for my people. Đề nghị làm đồng minh quân sự à? Từ từ. Chưa phải lúc. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng vào cái nhánh này để tăng tiếp điểm ngoại giao, 20 điểm ngoại giao với các faction khác. Mình thấy từ khi update lên nó có thêm cái tính năng này, có cái thêm cái skill này rất tuyệt vời luôn. Tuyệt vời bởi vì là nó sẽ tăng điểm ngoại giao và mình rất cần cái điểm ngoại giao. Càng cao càng tốt. Đây rồi đúng không? Thành này thì nó không có cái gì cả. Vùng này thì nó không thiên về cái gì cả. Chúng ta cứ... Ô! Mấy thanh niên này bỏ thành đi đâu à? À! Thanh niên này... Đây, đề nghị tiếp. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting so that all may profit. Nhiều tiền thế làm sao chịu. 4.000. Ôi ôi, nó vẫn chịu. Vừa được tiền, vừa được đánh, vừa chiến được thành. Không phải tuyên chiến với ai. Một công đối ba việc lợi. Các bạn thấy không? Đấy. Chiến tranh nó là một nghệ thuật. Và các bạn phải là đây là một cuộc chiến tranh tổng lực. Các bạn phải đánh trên cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Thì các bạn mới có một cái chiến thắng mỹ mãn theo ý mình được. Xong. Đã kiểm soát được khu vực này. Xây gì mà nắm nhà ngựa thế này, nhà quân thế này. Thả nào hết lương thực là phải. Vẫn chưa hồi đầy quân. Dưới này nó cũng không có quân để đánh mình đâu. Không sợ. Thằng này thì nó còn đang bận chiến tranh ở đây. Nó chưa thể tấn công ngay ra được. Tỉnh này sẽ là của mình. Chúng ta rất cơ hội. À đây. Nó chiếm được cái mỏ sắt này rất tuyệt. Nhưng mà chắc là bị thằng này nó chiếm lại ngay. Không nhanh, không chóng thì chảy. Chúng ta đang chơi được với rất nhiều thằng. Ôi ôi, thằng này nó tiến lên tận trên này rồi. Đất đai của nó rộng vãi. Thanh niên này. I will listen. Like. Mặt đỏ với mình, nhưng cũng không dám chiến tranh với mình. Rồi. Cao nhỉ, chỗ này là La Mã đó, tiến sát đây rồi. Ôi, nếu mình không nhầm. Sắp phải cử quân đấy rồi chứ nhỉ. Mua quân ở đây đã. Đã nhầm rồi, mình phải xây công trình khác chứ không phải công trình này. Đây là công trình này. Được rồi, có thể xây lại đã. Nghiên cứu công nghệ ở cái nhánh này thì mới xây được. Đây. Đây. Từ từ đã. Tí nhầm. Nhầm là xây nhà lính. Chúng ta phải xây nhà hỗ trợ bộ binh chứ không phải nhà lính. Under Seagate giảm thời gian vây thành. Cái vùng này thì nó không có cái tài nguyên gì, có cái hỗ trợ gì hay lắm. Có mỗi vùng này. Vùng này hỗ trợ về phí tuyển quân này. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học về nhánh quân sự này. Và tinh thần chiến đấu cho binh sĩ di tuyển ở vùng này. Quân này chưa hồi phục hoàn toàn.
Để chờ thêm lượt nữa. Tỉnh này ok. Dò thám xem ạ. À, đánh chiếm vào đây à? Càng tốt. Diệt thằng con voi trước ạ. Perhaps, and I ask with all due respect. Đồng minh quân sự á, chưa phải lốp. Thằng con voi kia mình thử đề nghị nó xem làm chư hầu của mình xem nó chịu không. Nếu nó đồng ý làm chư hầu của mình thì ok. Regroup and fall back. Ăn không được đâu. We are... Sẽ không có đồng minh đâu. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Loại hải quân chết. Lại một hải quân đã bị chết. Lại một tướng nữa. Chả biết phe nào. Đây rồi. Những cái vùng nó không có giá trị gì lắm này thì chúng ta cứ không trình hành. Đây. Phát triển lại công trình này. Chính xác, đây. 4 công trình mới đủ cơ. 3 vẫn chưa đủ. Còn cung tên nữa. Ngựa. Thiên giáo cung tên. Này à, thằng con voi này mình thử đề nghị nó trở thành chư hầu mình xem chịu không. I am here then. Speak your words and be sure that I find profit. Nếu nó chịu làm chư hầu mình thì mình sẽ để cho nó làm chư hầu. Không chịu à? Ready for orders. Có nghĩa là mày đã muốn lựa chọn chiến tranh. And honor. Thành của nó đang bị thiếu lương thực. Thành của nó đang bị thiếu lương thực. Thành của nó đang bị thiếu lương thực. Nó có mấy thằng ngựa lém lao à? Không ngại lắm, con ngựa đấy không ngại lắm. Quân của mình lại đang chưa hồi được lắm nhỉ, thương hơi nặng, thương nặng. Chuyện nhỏ, bộ binh của nó cùi, không sợ. Elephant at the ready. Elephant, elephant. Cho quân lên đỉnh đồi này cho nó vui. Cho quân lên đỉnh đồi là hạn chế khá nhiều cái khả năng tấn công của kỵ binh đối phương ấy. Dài. Orders. Ok. Grouped and ready. Ballista. Ballista. Battle group ready. Voi của mình còn được có mấy con? Chết mấy con à? Có 14 con voi thôi. Ballista. Mất nửa. I have you to command and prospect of a glorious. Rồi, tăng tốc lên xem nào. Tiến lên đánh xem nào. Cho đội ngựa mình ra để nó có tầm nhìn để pháo nó bắn á. Ngựa phải quan sát được thì pháo mình mới bắn được, đúng rồi.
Mấy con ngựa làm lao của nó bắt đầu bị điên rồi. Thích xông vào à? Mấy con ngựa làm lao của nó bị điên nặng rồi. What the? Bắn vào đây đi. Bắn chết mất một hàng của mình chỗ này rồi. The battle is turning in our favor. Bọn này nó trang bị phi lưu mà, ném đi. Elephants ready for battle. Ready your weapons. Tarantine cavalry. Tarantine cavalry. Trận này chắc pháo rồi, có khi phải dừng bắn. Không bắn chết quân mình nữa. Ok. Our general is under attack. Ok. Trận này có cần phải dùng đến voi không? Chắc là không. Không cần. Nó xong rồi. Tarantine cavalry. Nhưng mà phải cho voi đi đánh nhau tí chứ nhở? Không đánh nhau gì thì buồn. One of our units has gone berserk. Chết mẹ mấy con voi nó bị điên. Melee infantry ready. What? OMG. Mấy con voi này thỉnh thoảng nó lại cứ điên lên. À, mẹ chúng nó bắn tên vào voi của mình. Cái lũ voi này điên là mệt lắm. Bình thường lại chưa cu. Ôi ôi. Horax swordsman. Vui vãi trưởng. Vui vãi trưởng, voi nó đang cán con mình kìa. Quân địch thì không ăn được mình, và toàn quân ta đánh quân mình. Là con voi này bình thường trở lại chưa? Chạy ra đây. One of our units has used all its ammunition. Đây là lý do mà rất nhiều anh em sợ chơi voi ấy. Khi nó bị điên lên thì nó mệt lắm các bạn ạ. Nó phơ cả quân mình luôn. Con voi này rất hay dễ bị mất kiểm soát này. Cả phát gần chết đội quân này của mình luôn. Wow. Rồi. Voi nguy hiểm lắm các bạn. Chơi voi là phải cẩn thận đấy. Buồn cười té ghế. Nếu mà chơi voi thì các bạn đừng nên chơi nhiều bộ binh. Các bạn chơi voi thì các bạn theo mình đề nghị các bạn ấy, các bạn sẽ chơi đội kỵ binh nhiều hơn. Kỵ binh thì để nó sốc, còn lại voi thì để nó đi càn. Chứ còn nếu các bạn chơi bộ binh là rất dễ bị voi nó càn chính mình. Bạn thấy vui không? Rất vui đúng không? Càn một phát thôi, đi gần hết quân mình luôn. Đó. Rồi, quay vào đây. Thế là chơi voi, mình nói rồi, chơi voi thì không nên chơi bộ binh. Mình nói rồi, đây là chẳng qua mình để tướng voi cho các bạn thấy voi nó rất là bá. Thật sự thì voi nó rất bá, nhưng mà nếu không biết cũng rất khó điều khiển. Và... chết 200 thằng, hơn 200 thằng thì trong đó có 40 thằng, 80 thằng chết do bị voi đè chết.
Các bạn biết sao lúc nãy con voi nó nổi loạn không? Bởi vì là bị ngựa của chúng ta lém lao vào ngựa của đối phương và nó lém luôn vào voi, và voi nó bị lém lao vào hoặc là nó bị bắn tên lửa vào, nó sẽ rất dễ bị nổi điên. Vì thế nên các bạn tránh xa các cái đơn vị tầm xa của đối phương khi mà tấn công voi, dùng voi để tấn công. Đấy. Trừ khi bạn có thể áp sát và tấn công trước để nó không thể lém lao. Còn nếu các bạn có để mấy cái thằng xạ kỵ hoặc là mấy thằng bị lém lao này nó quẩy quẩy nó lém lao vào là voi của bạn sẽ bị điên. Chơi voi nó là một nghệ thuật cực kỳ khó ngay về từ đầu mình đã nói rồi đúng không ạ? Trong lịch sử cũng là như vậy. Tất nhiên mình sẽ sau này mình sẽ chơi rất nhiều voi, các bạn sẽ xem những trận chiến là mình sẽ chơi voi. Tất nhiên là mình sẽ đánh nó khá là thú vị chứ nó không đánh ngớ ngẩn thế này đâu. Anh em yên tâm. Đấy. Yên tâm là như vậy. Thằng này của nó không có quân rồi. Chắc luôn. Tỉnh này thì chắc nó không lo gì. Rồi. Xong. Rồi ok. Đây nữa, nó còn một tỉnh duy nhất ở đây nữa đúng không? Rồi mình không tiến nhanh là thằng Bastia nó sẽ giải quyết hết khu vực phía trên rồi đấy. Đua xem thằng nào nhanh hơn đây. Đó, Bastia nó giải quyết hết khu vực phía trên rồi. Chúng ta còn một cái thành bên này nữa. Bên đây. Đây, còn một cái thành này nữa. Buộc phải tiêu diệt lốt. Khu vực này thì chắc chắn thằng Bastia nó sẽ giải quyết lốt đây. Còn hai tỉnh này mình chưa biết quyết định mình sẽ làm gì với cái thằng này đây. Một thế lực mới nổi rồi. Chắc chắn nó sẽ chiến tranh với thằng này. Chắc chắn luôn. Chỉ là vấn đề thời gian. Rồi. Trong khi đó thì chúng ta cứ chờ chúng nó thì chúng ta cứ từ từ giải quyết việc của chúng ta đã. Xây dựng cái vùng này lên để là chưa có công nghệ, chưa nâng cấp được. Đây. Chưa có công nghệ đây, tao phải nâng cấp được cái này lên thì mới có. Ok. Chúng ta cũng không có nhiều lương thực để nâng cấp tiếp nhà cửa. Nâng cấp tiếp thì chúng ta hết mất lương thực. Hết mất lương thực cũng là dở hơi lắm. Nhưng cái này thì nó, vùng này nó không hỗ trợ nhiều về mặt lương thực. Cái này buộc phải nâng để tăng nhanh tốc độ nghiên cứu. Vùng này thì không đúng không? Chờ cái này để nâng cấp nhà ngựa lên đúng không? Vùng này. Mesopolis. Rồi. Thế giới đang phân cực và chúng ta sẽ phải lựa chọn vào mà có thể mình sẽ phải chiến tranh với La Mã ở khu vực bên này rồi. Nếu mình không nhầm thì thằng La Mã nó đang đánh chiếm hết khu vực này rồi. Syracuse không biết để Migon. Thằng Syrian, đây thằng này. Nó chiếm được khu vực phía dưới này. Hoặc cũng có thể là sẽ chiến tranh bởi vì thằng này nó chiến tranh với cả La Mã. My people do not like luxury. Sao cái thằng này nó cứ đề nghị mình đồng minh thế nhỉ? Mình muốn nó trở thành chư hầu của mình. There is a time when warriors must sheathe the sword. Đấy, anh cần chiến tranh với mày để giữ quan hệ tốt với mấy thằng dợ ở phương Bắc của anh. Đã có một tướng nữa hy sinh rồi. Nhiều tướng chết thế. Phe Ai Cập đang thiếu tướng đúng không? Phe Ai Cập được bổ sung thêm một tướng nữa rồi.
Đây, đây. Đợt sau có thể mình sẽ bổ nhiệm cho nó vài chức vụ. Elephant. Phá hoại nhà của anh à? Mày to nhỉ. Làm phá hoại nhà của anh à? Không dám phá hoại nhà của mình. Rồi Fergric chết mất một thằng. Chắc chắn sẽ có một em ý chợ đang không có chồng. Đấy. Chúng ta phải bổ sung ngay. Vẫn lại phải có hôn nhân chính trị ngay. Đấy, để duy trì. Chỉ vì con gái của Caesar chết mà Pompey và Caesar đã đánh nhau đấy. Khi không có người để có thể kết hôn tiếp. Và nên là chúng ta phải nhớ cái bài học lịch sử đó. Nhớ bài học lịch sử đó để mà rút kinh nghiệm. Chắc là được sau mới đánh được rồi đúng không? Chạy đây. Vùng này ok rồi. Hơi thiếu công trình về lương thực đấy. Chưa xây được nhà ngựa. Cái bình tệ ấy. Vùng này sẽ không phải là vùng tuyển quân nữa. Nhưng mà vẫn cứ để cái nhà xây bắn đá đây nhỉ. Vùng này là vùng tuyển quân. Xa quá. Thanh niên này vẫn phòng thủ được à? Hỏi lại lần cuối thanh niên này. Be welcome, emissary. If... Kinh. Be welcome. Câu trả lời emissary. Đấy của nó có nghĩa rằng chúng ta đã sống là người tự do thì chết cũng sẽ là người tự do. Vâng. Được. Hôm nay mà thu thuế thì vỡ mồm luôn. Âm lương thực trầm trọng luôn. Hay quá, ông đệ của mình có quân đóng đây rồi. Ôi chết thật. Chính xác, quân La Mã đã tiến đến tận đây rồi. Chết dở nhờ. I will listen carefully to your words. Gods of Olympus. Thằng Rome này nữa. Trey phát xem nào. Speak your terms. Give word. Wash your goods in vinegar to remove the stench. Thằng này thì chắc tít ở tận phương Bắc. Khả năng cao là nó sẽ không. Obedience. Nó đề nghị tham chiến chấm lại thằng kia. This is a wise and honorable arrangement. You serve your people well. Mình sẽ đề nghị Trey đã tham chiến chấm lại thằng này. Trey, chúng ta cần Trey nữa. Part, thì thứ khác không quan trọng. I listen and speak for them in our dealings today. Phải làm nào tăng điểm ngoại giao nó lên. My salutations. For the Senate's part, be welcome. Đây. I listen and speak for them in our dealings. Tốt rồi. We are in. Welcome, worthy friend. Và sau chúng ta sẽ đề nghị ngoại giao Trey. Này thế nào? Greetings in the name of Hermes. Speak, but do not deceive with tricky rhetoric. Chưa chịu à? Vào chúng ta thêm đối tác làm ăn à? Tốt, thằng này cử quân ra đây đóng như này là tốt không? Hay quá.
Hãy biết tận dụng cơ hội. Bạn lúc này và kẻ thù lúc sau. Thằng Bác Chia đã kiểm soát hết phương Bắc rồi. Phía Bắc rồi. Mình sẽ kiểm soát vùng biển này đã. Between friends, the gift of gold. No, no, no. Cậu và Train. Cậu vào công nghiệp, nông nghiệp và food. Cái này đi. Người đều đứng thực nữa. Đây rồi. Chúng ta có thể xây dựng nhà ngựa rồi. Các công nghệ kia chưa được nâng cấp. Từ từ sẽ lên. À, giải quyết lốt thanh niên này. Giải quyết lốt thanh niên này. We take this settlement for the gods. March. For the gods. Giải quyết lốt thanh niên này. Thế giới đã được phân chia. Thế giới đã được phân chia. Is that all? For death and honor. Commander. Thắng trận liên tục như này thì thắng trận liên tục này thì lo gì mà điểm trung thành của các phe nó không lên cao mà. Ok, thanh niên này chưa lấy vợ được à? Thôi rồi, cứ để chờ một chút nữa, khi nào lấy vợ được anh sắp cho lấy. Bác Chia rất tuyệt vời. Sớm hay muộn nó cũng sẽ đánh nhau ở đây. Thằng Bác Chia này. I am honored to greet such an. Để mình xem nếu mà mình bắt được nó thành chư hầu á thì êm được. Bắt làm chư hầu chắc khả năng mình sẽ phải đề nghị nó, mình sẽ phải tuyên chiến hết cái đám phía trên này. Một cái này căng và nan giải. Phía trên này nó vẫn 50-50 đấy. Chưa có phe nào thực sự là có thể chiếm ưu thế. Chưa có phe nào thực sự chiếm ưu thế. In the name of the Republic, welcome. Republic speak as a friend of Rome or as an enemy, but do so with honesty. Nào, đề nghị cùng tham chiến với một kẻ thù của nó nào. Trời đã anh em. Hơi nhiều đấy. 10,000. Vẫn không chịu à? Trade with you. Welcome, worthy friend. Thôi kệ nó. Thằng La Mã chó chết. Mày nghĩ mày hổ báo thế cả. Chứ có thể mình sẽ đồng minh với thằng Bác Cha này. Nhưng mà mình phải xem thời thế đã. Và được đầu tiên mình cần phải làm đó là mình sẽ tuyển quân ở cái vùng này. Can you not see? Together. Từ từ. Bởi vì mình và nó là cùng văn hóa Hy Lạp. Khi chúng ta cùng văn hóa thì sẽ có thuận lợi hơn. Lại một tướng nữa chết. Phe Ai Cập này lại trừ mất 15%, 15 điểm trung thành của phe nào đấy. Bactria chết. Seleucid chết. Phe Ai Cập đang tăng dần. Phe của mình. Mình sẽ phải bổ nhiệm tướng của mình nhiều hơn rồi. Ừ,
liên tục vào quá chết nhiều quá. Cho nó lấy vợ đã. Để duy trì cái mức độ trung thành của các phe cao một xíu. Rồi, phe này ổn. Phe này có thằng nào? À đây, thằng này chưa có vợ. Cần phải tăng cường hôn nhân. Tăng cường hôn nhân. Rồi. 18, 32, 41. Tiếp tục bổ nhiệm cho phe của mình một xíu này. Tăng cái uy quyền của phe mình lên không thì rất nguy hiểm đấy. Chúng ta cần phải tăng uy quyền lên. Tiền của mình khá nhiều nên mình cứ làm cái này thoải mái. Thôi rồi. Mình đang bị tụt rất nhiều lắm. Bây giờ mình phải kéo lên đã. Xem nào. Trung thành bọn này cũng được. Không sợ. Chúng nó chưa dám làm loạn đâu mà. As all the gods look down on us, they too must wonder why we are not firmer allies. Để tao xem mày chiến tranh với thằng kia như không đã. My lord expects that you will find it prudent to. My lord expects. Đòi tiền anh. Mày gớm thật. À, giỏi. Wow. Này. In time, two things always smell. Fish and I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. Bắt đầu chúng ta sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề xem có được không. Chắc là không được rồi, trade thì được. Bắt nó chi cho mình ít tiền ạ. 3.000 nó vẫn chịu chi mà. Chúng ta có rất nhiều tài nguyên nên là chúng ta trade rất dễ. I must accept, although... Còn thằng Rome. In the name of the Republic, welcome. 3.900 ạ, ok. The Roman senators will be chúng ta có rất nhiều tài nguyên này nên khi chúng ta đi giao dịch đề nghị giao thương rất dễ. Còn tốt. Rồi, 21.000 một lượt. Mình chờ xem cái thằng này. I give you welcome. Thì hiệp ước không sẵn phạm đến nhau đã. Although my honor cries thằng này. Nó giải quyết hết rồi. Chiến tranh đang cận kề. Cựu binh à? Được, cái này cho nhà lính nhá. Kỵ binh để sau đi. Kìa. Về đây, không kẻo lỡ nó đánh nhau chết. Có quân đồn trú còn sống chứ. Có lẽ ở cái chiến dịch này mình sẽ sử dụng nhiều các đơn vị voi hơn là bộ binh. Để thôi là chia sẻ với anh em về kỹ thuật sử dụng voi đúng không? Nên là bây giờ thì chiến trường ở khu vực này thì mình nghĩ là cứ để tạm ổn này thôi. Mình không phát triển thêm đâu. Để mình xem tình hình thế giới nó biến chuyển như thế nào đã. Rồi mình mới quyết định xem là sẽ theo phe nào.
No. As all the gods look down on us, they too must wonder why we are not firmer allies and friends. Từ từ, bây giờ chưa phải lúc để trở thành đồng minh với nhau. Có thể anh sẽ theo phe của mày. We are. Mình cần thêm một mỏ sắt nữa. Tăng cường văn hóa của chúng ta đây này. Ừ, tốt quá. Tăng cường văn hóa của chúng ta. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Nền kinh tế của chúng ta rất ổn định. Với thu nhập 21.000 mỗi lượt. Với một nền kinh tế như thế này thì chúng ta không phải lo. Vâng, chúng ta sắp có các đơn vị quân rất xịn rồi. Anh em cứ chờ đấy nhá. Rồi, bỏ nhà lính này đi rồi. Vùng này thế. Chúng ta sẽ phát triển lính ở vùng kia. Bách cặp. Rất ổn. Ok. Rồi. Đây, mình khả năng cao mình sẽ chọn thằng này làm kẻ thù. Tỉnh này sẽ phải đánh đầu tiên. Đúng như vậy thì mình bắt đầu phải đưa quân lên rồi đấy. Hoặc cũng có thể một cách đơn giản là mình đánh xong mình lại hòa bình, đánh xong vào đàn, đánh vừa đàn, vừa đánh vừa đàn. Nhưng mà bỏ mẹ nó có chiếm được một cái tỉnh ở ngoài này. Nhưng nó mới đau đầu của mình. Chỗ này sẽ là mình phát triển hải quân để còn tiến ra phía biển. Mình chưa hoàn toàn có thể có lực lượng hải quân để tiến ra biển. Tất nhiên là mình hiện tại thì mình chưa phát triển hải quân. Nhưng mà về lâu về dài mình cũng phải phát triển chứ. What's that? Thanh niên này chiếm rất tốt thế. Mình chắc không thọ được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tận dụng thời cơ. Hòa bình trong giai đoạn này là rất tốt. We are not known as patient people. Therefore, cái việc trade ấy, ngoài cái vấn đề là chúng ta được tiền ra, nó còn một cái vấn đề là chúng ta sẽ quan sát ở một cái đường hệ thống đường biển như thế này. Để chúng ta quan sát xem là đối phương đang di chuyển như thế nào. Đấy, ví dụ như cái đường này chúng ta có thể nhìn thấy đối phương đang di chuyển. Đấy. Bây giờ thì mình chưa biết là mình sẽ có đánh vào đây không. Rồi. Nhiệm vụ của mình cũng phải tái chiếm cái vùng Ai Cập đó. À, và vùng Hy Lạp. Một liên minh phòng thủ với thằng đồng minh quân sự với thằng Bactria cũng là một giải pháp tốt. Bởi vì là mình cũng không muốn tiến sâu sang cái khu vực đấy. The spirits have noticed that our treasure stores are wanting. Ok. Lại một tướng quân nữa dẻo, Bactria. Rick chết à? Rick điểm nó cao rồi, chắc không cần. Thanh niên này cho lấy vợ. Mình bây giờ mới đang cần phải phe của mình mạnh lên một xíu rồi. Các phe kia nó lấn át quá. Phải bổ sung thêm tướng thôi. Ai, nhiều tướng quá.
thủ đô thì chắc không phải lên cấp trước nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.